Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái mít da đỏ, ruột đỏ, sơ đỏ ha. Thì theo như nhiều người đồn thổi thì cái mít da đỏ, ruột đỏ này là độc lạ nhất Việt Nam luôn. Bởi vì màu sắc của nó đó, trước giờ mình chỉ có mít da xanh với mít da vàng thôi. Giờ có thêm da đỏ nữa. Bây giờ mời mọi người cùng theo chân mình đi tìm hiểu về cái cây mít da đỏ độc lạ hiếm có này ha. Đây đây mọi người, đây cây mít da đỏ hiếm có độc lạ nhất Việt Nam ha. Để mình quay vòng vòng cho mọi người xem. Nhìn bề ngoài thì nó không có khác gì với cái mít của mình hết, chỉ có điều cái da nó màu đỏ thôi ha mọi người. Thì theo như mình tìm hiểu thông tin ở trên mạng á, thì cái mít da đỏ này nó có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha. Trên mạng thì cũng có một số kênh YouTube với Facebook đó đăng gì giống mít da đỏ này nè, nhưng mà thực hư nó như thế nào thì cũng chưa có biết được ha. Bởi vì hôm nay mình làm cái video này, mình quay cái giống mít da đỏ này cho mọi người kiểm chứng, để cho mọi người xem thật hư về cái giống mít da đỏ này luôn. Cái giống mít này thì thân với lá nó thì không có khác gì với cái mít của Việt Nam mình hết á, chỉ có điều cái trái nó khác thôi, cái màu sắc nó khác thôi. Da đỏ, ruột đỏ, sơ đỏ nha mọi người. Màu sắc nó là màu đỏ này nha mọi người. Những cái giống mít da đỏ này hồi trước giờ thì chưa có xuất hiện ở Việt Nam mình. Gần đây thì mình thấy trên YouTube với Facebook đó có một số kênh là đăng về giống mít da đỏ này và nói là độc lạ nhất Việt Nam luôn. Thì hôm nay mình quay cho mọi người xem nè, xem nó có phải là độc lạ nhất Việt Nam không. Mít Thái này, da đỏ này là trong vườn nhà mình luôn nha mọi người. Màu sắc nó thì lạ mắt nè. Bởi vì nhiều người hiếu kỳ á, mua về trồng thử coi nó ra sao, nhưng mà cũng chưa có biết được ha mọi người. Này mọi người thấy cái mít này màu sắc nó rất lạ mắt luôn nha mọi người. Về giống mít da đỏ, ruột đỏ, sơ đỏ này thì hồi trước giờ chỉ đồn trên mạng thôi, nhưng mà chưa có cơ quan nào mà kiểm chứng của báo chí hay là đài truyền hình gì mà kiểm chứng thực tế về cái giống mít da đỏ này hết. Chỉ là một số YouTuber người ta review về giống mít này dưới ở trên Facebook á, một số người ta đăng bán giống mít da đỏ, ruột đỏ thôi, nhưng mà thực tế thì chưa có ai mà xác minh, cơ quan nào mà xác minh là cái giống mít da đỏ này có mặt ở Việt Nam hay chưa ha, thì chưa có ai xác minh hết. Thì hôm nay mình làm cái video này mình làm rõ cho mọi người là cái giống mít da đỏ này nó có ở Việt Nam hay chưa. Đây để mình quay gần lại cho mọi người xem. Đây cái giống mít này da nó màu đỏ. Mọi người có để ý là cái da nó là nó không có giống như bình thường không? Nó sáng hơn ha. Da nó như bóng bóng hơn là bình thường. Bởi vì cái da đỏ này thực tế là cái da sơn đỏ chứ không phải là mít da đỏ tự nhiên nha mọi người. Mít sơn đỏ nha mọi người. Mình cũng xin khẳng định với mọi người luôn là ở Việt Nam mình thì nó chưa có cái giống mít da đỏ ha. Chỉ có mít ruột đỏ, sơ đỏ, nhưng mà cái da nó màu xanh thôi, chứ da đỏ luôn thì chưa có. Một số kênh YouTube mà review về giống mít da đỏ, ruột đỏ, sơ đỏ đó là chỉ câu view thôi ha, mọi người, chứ không phải là cái giống mít da đỏ thiệt luôn ha. Mít da đỏ đó cũng sơn đỏ thôi chứ không phải là mít da đỏ tự nhiên. Đây bà con thấy cái mít da đỏ này không, cũng là sơn đỏ luôn nè. Mà
mình mới nhìn thì mình tưởng là mít da đỏ nhưng thực tế nó là mít sơn đỏ ha, màu sơn nó còn bóng luôn nè. Dạo gần đây thì mình thấy có nhiều kênh YouTube với Facebook đăng về cái giống mít da đỏ này, nên mình làm rõ lại cho mọi người là cái giống mít da đỏ này là không phải là sự thật ha, chỉ tròn là chiêu trò câu view của các YouTuber với những cái người lừa đảo để bán cây giống thôi, chứ thực tế là không có giống mít da đỏ nha mọi người, chỉ có mít ruột đỏ sơ đỏ thôi mà da xanh. Mọi người hay cô chú anh chị các bạn nào có xem được cái video này thì nhớ chia sẻ lên cho mọi người cùng biết là cái sự thật về cái giống mít da đỏ này ha, để không bị những cái người lừa, người ta lừa gạt á, ta bán cây giống hoặc là về cái giống mít da đỏ này nè. Vì mình về mình trồng thì nó cũng có trái, nó không không da, nó không có đỏ đâu, đỏ trừ khi là mình thấy cây sơn mình sơn lên thôi, chỉ có ruột đỏ sơ đỏ thôi chứ da đỏ này là không có ha. Da đỏ này, da đỏ sơn nè, mọi người để ý kỹ là biết hả. Hôm bữa mình có xem trên YouTube á, thấy một số YouTuber người ta review về cái giống mít da đỏ này đó, thì rất là nhiều người là không để ý, là tưởng là cái mít da đỏ này là có thật ở Việt Nam nhưng mà thực tế là nó không có ha, họ chỉ sơn đỏ lên rồi họ câu view thôi, câu view kiếm tiền trên YouTube thôi, chứ giống mít da đỏ thì không có. Mọi người xem được thì nhớ chia sẻ và nói lại cho tất cả mọi người cùng biết là cái giống mít da đỏ này là không có ha, để thôi dễ bị người khác lừa gạt đó. Một số trang trên Facebook là đăng tin là bán cây giống da đỏ, mít da đỏ này á, thì cũng toàn là lừa gạt thôi chứ không có mít da đỏ này. Thì để có một chiếc trái mít mà da đỏ này cũng dễ thôi mọi người, mình lấy dây sơn mình xịt lên trong vòng 5 phút mà là có trái mít da đỏ này rồi, chứ bình thường nó da xanh ha. Giờ mình quay cho mọi người đây nè mọi người, thì để có một trái mít da đỏ thì cũng dễ thôi, mình lấy mua chai sơn sạch này thì mình sơn lên là có trái mít da đỏ rồi. Đây mình làm cho mọi người xem đó, mọi người thấy có trái mít da đỏ rồi, thấy chưa đó. Bởi vì những cái kênh YouTube trên mạng thì người ta chỉ là chiêu trò câu view của người ta thôi chứ chưa có cái giống mít da đỏ này. Mình cũng khẳng định với bà con là 100% là ở Việt Nam mình không có giống mít da đỏ này ha. Thì nhà mình trồng mít mấy chục năm nay thì chỉ có giống mít da xanh với vàng thôi, cùng lắm là cái da nó bị nám nám đen xám xám thôi chứ cái da đỏ là không có ha. Nên bây giờ mình lên YouTube mình search cái giống mít da đỏ này cho mọi người xem nè. Đây, đây có một số mấy kênh YouTuber mà review về cái giống mít da đỏ độc lạ nhất này, toàn là lừa gạt chiêu trò không nha mọi người. Đây là cái mít sơn đỏ chứ không phải là mít da đỏ nha. Đây, triệu view luôn nè mọi người, 5 triệu view nè. Một số người vô xem thì không biết là tưởng là mít da đỏ này có thật nhưng thực sự là nó không có ha. Những YouTuber này họ đăng lên để câu view thôi, thì sau khi mà câu view xong thì họ sẽ chặt bỏ những cái mít này để tránh việc cơ quan mà đài truyền hình hay báo chí lại xác minh mà cái giống mít da đỏ này có thật hay không, nên họ sẽ chặt bỏ cái mít này là dùng chiêu là ném đá giấu tay đó, coi như là không còn chứng cứ để kiểm chứng gì nữa hết, thì nói chung là họ sẽ chặt bỏ luôn, nó không còn bằng chứng gì đối chứng luôn, nói chung là giống như tiêu hủy chứng cứ vậy đó, không có còn bằng chứng để mà đối chiếu nữa. Họ review, họ kiếm tiền xong rồi họ sẽ chặt bỏ cái mít đó, họ nói là cái mít đó là bị chặt rồi, không còn đối chứng nữa. Đây mọi người thấy ha, toàn là chiêu trò câu view không ha, không thực tế là không có mít da đỏ này. Nếu mà ở thực tế mà có mít da đỏ này thì rất là nhiều đài truyền hình hay báo chí người ta lại người ta đăng tin rồi, còn này là toàn là trên mạng không à, trên mạng YouTube với Facebook rồi chia sẻ không à, những thông tin đó thì nó không có chính xác ha,
nhiều thông tin người ta đăng chiêu trò, người ta lừa đảo, người ta câu view với người ta bán cây giống đó. Số người ta lợi dụng người ta bán cây giống da đỏ này mấy trăm ngàn cây đó, thì ai không biết cũng vô mua. Bởi vì bà con ai mà xem, mọi người ai mà xem được cái video này thì nên chia sẻ, nên nói là cho mọi người biết là sự thật về cái giống mít da đỏ này là không có, để thôi bị lừa gạt mua mít tiền triệu mà trồng ra không có mít, không phải mít da đỏ mà bán cũng không được nữa, khó bán lắm, không biết phải mít da đỏ không mà trồng lên nó cái mít gì nữa đó. Mọi người cũng thấy là mít da đỏ này sơn đỏ thôi, ở trên cao mình có chừa lại một trái, mình không có sơn cho mọi người xem nè, da xanh chứ không phải là da đỏ ha. Mình sơn hai trái ở dưới này cho mọi người quay video cho mọi người xem là sự thật về cái mít da đỏ này thôi. Đây chỉ là cùng cây mít thái bình thường thôi, mít thái siêu sớm hay còn gọi là mít chan ga da xanh đó, trong vườn nhà mình đó. Để mình quay vòng vòng cho mọi người xem, đây là vườn mít thái siêu sớm nhà mình hay mít chan ga da xanh ha. Thì Việt Nam mình thì cái mít này đang được trồng phổ biến nhất nè, nó đang xuất khẩu đi Trung Quốc. Còn những cái giống mít mà độc lạ gì, da đỏ gì đó thì bà con nó không có nên mua ha. Ai mà dễ tin người mà mua lầm những cái mít da đỏ đó mắc mấy trăm ngàn để mua một cây thì về trồng cũng không có bán được đâu. Sau này không biết nó có trái ra màu gì mình cũng không biết, nhưng mà nó không phải là da đỏ ha. Còn mà con muốn trồng mít thì trồng cái mít thái siêu sớm hay còn gọi là mít chan ga da xanh đó, thì cái mít này thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao nè, hiện nay được trồng rất là nhiều nè, chứ đừng có coi ở trên mạng mà thấy mít gì độc lạ mua về trồng là không có được nha bà con. Video của mình đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mọi người nhớ like và share, đăng ký kênh của mình ha. Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye.